tĩnh nhá, chúng ta xác định rõ ràng các hướng nhá. Tức là chúng ta rất có phương pháp đấy, bởi vì là vừa xoay vừa đánh nó sẽ không đúng tâm thôi, mục tiêu của chúng ta không chuẩn và thấy tấn công bước chúng ta bổ xong đánh xong nó bắt đầu xoay sang. Đúng rồi. Sao đây hả Giang?
xuống đi bên kia nó gần cầu thang kia. Thì mới là cuối cùng. To nhá. Nào, đuổi.